Thứ nhất là mục lý thuyết, thế nào là phương trình tham số của đường thẳng nhá. Thế thì bây giờ các bạn vào mục này, đó là vector chỉ phương và phương trình tham số của đường thẳng. Khái niệm đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là định nghĩa về vector chỉ phương. Và người ta cho một cái đường thẳng delta. Delta này, đây là đường thẳng delta nhá. Đường thẳng delta như này. Đấy. Một vector u là vector khác không? Vector u khác không? Vector u đây là vector khác không? Mà vector u này được gọi là vector chỉ phương của đường thẳng delta. Nếu như giá của vector u này song song hoặc là trùng với lại u đây, với u ở chỗ này, với đường thẳng delta nhá. Được chưa nào? Nhá. Vector u được gọi là vector chỉ phương, viết tắt là VTCP, là vector chỉ phương của đường thẳng delta. Nếu như giá của vector u song song hoặc là giá của vector u trùng với đường thẳng delta, đây gọi là vector chỉ phương. Chỉ phương là chỉ phương hướng, đúng không nào? Nó cùng phương với cái delta là được rồi. Thế chúng ta chú ý này. Nếu như vector u là vector chỉ phương của đường thẳng delta thì vector KU cũng là vector chỉ phương của đường thẳng delta với K là số các không, đúng không nào? Vector u đây thì bây ví dụ như này. Đấy. Vector KU ví dụ hai lần vector u chẳng hạn. Đúng không nào? Đấy. Cái này bằng hai cái này đúng không? Hai lần vector u cũng sẽ là vector chỉ phương của đường thẳng delta nhá. Hoặc là ngược chiều trừ đi cũng cũng được nhá. Thế thì cứ nhớ là cái vector chỉ phương mà là vector u thì k lần vector u cũng sẽ là vector chỉ phương. Trong việc tính toán thua để chúng ta thu gọn cho nó dễ dàng. Ví dụ nhá. Ví dụ nhá. Ví dụ như này. Vector chỉ phương của u của delta, đây là chỉ là một vector chỉ phương thôi. U delta là trừ 1 3 trừ 3 đúng không? Thì đây là một vector chỉ phương của nó, thì nó cũng nhận một cái vector chỉ phương khác u delta bằng 1 3. Đấy, thì nhân với một vào thì cũng được nhá. Đây vector này là chỉ phương thì vector này cũng sẽ là vector chỉ phương của nó. Rồi chúng ta xem cái phần tiếp theo đó là phương trình tham số của đường thẳng. Thế nào là phương trình tham số của đường thẳng? Chúng ta chú ý này. Cho đường thẳng delta đi qua điểm M có tọa độ là x0 y0 M đây. X0 y0 nhá. Điểm M đây, điểm M0 đi. Điểm M0 x0 y0 nhá. Và có một vector u của chúng ta là AB. Lại vector u có tọa độ là AB. Đấy, u vector u này là vector chỉ phương của nó. Khi đó với